Hello tất cả anh em, chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình ha. Hôm nay mình mới đặt một kiện hàng về cái thanh nhôm định hình mọi người và các cái phụ kiện kèm ha. Bây giờ mình sẽ khui ra thử xem là nó có đủ số lượng mình đặt không. Ok. Thấy ha. Đấy. Mình đặt ở 20 thanh này ha. Bây giờ mình xem thử nó có đủ số lượng không. Shop giao sai cái này cho mình rồi mọi người ơi. Mình đặt cái này để cái lục này để vặn cái con ốc M5 này, nhưng mà sao nó giao cái ốc bự ta. Chết rồi. Đây là những cái linh kiện để khi mình lắp ráp cái thanh nhôm định hình này mình sử dụng ha. Những cái con này nó rất là tiện ha mọi người. Rồi trong này là 20 thanh nhôm thì để mình đếm thử. 2, 4, 5, 5, 4, 20. Ok đủ. Rồi để chiều dài luôn. Ok đủ, kích thước đủ luôn không mọi người. Thì chiều dài, kích thước và số lượng là đủ hết. Ok. Chắc để nguyên kiện hồi nào làm mình khui ra đi ha. Chiều dài của cái thanh nhôm này là mình đặt 80 ha mọi người. Trước thì mình đặt 1 mét, nhưng mà về mình thấy 1 mét dài quá làm dư cũng phải cắt bỏ, cho nên mình đặt có 80 thôi là vừa đẹp. 80. Còn như cái cây này ha, cái cây này á, mình làm kiểu này thì mình chỉ sử dụng 70 thôi đấy. Ok thì anh em nếu mà cần đặt mua thanh nhôm định hình này này, rồi các con ốc phụ kiện ha, đó, đặt mua thanh nhôm này rồi các con ốc phụ kiện, hoặc là có thể đặt thêm rồng rọc này đấy, rồng rọc này, hoặc là dây buộc sẵn luôn ha, rồi những cái chi tiết giống như là cánh này nữa, cánh này, rồi bộ cò dành riêng cho cái loại nỏ này ha, cái loại nỏ thanh nhôm định hình này ha. Bởi vì cái loại nỏ này phải sử dụng cò mỏng nha mọi người, không có sử dụng loại cò dày như nỏ bánh bi cánh gấp kia được đó. Thì những cái chi tiết này, rồi những cái con bát này, những con bát để gắn, 4 con bát để gắn 2 thanh nhôm này ha. Thì anh em nếu mà có nhu cầu á thì cứ nhắn tin qua Zalo cho mình sẽ để số điện thoại lên màn hình nha. Thì mình sẽ báo giá cho anh em để về làm cho nó giảm chi phí đi ha. Thì ví dụ như anh em chỉ
chỉ làm thêm một số thứ là một số công đoạn nhỏ thôi, ví dụ như là khoan rồi gắn cò vào thôi. Cò mình cũng có hướng dẫn rồi, nếu mà không làm được thì anh em có thể là cứ cứ gọi qua Zalo hoặc nhắn tin qua Zalo cho mình ha. Cũng có mấy anh khách đặt mấy cái phụ kiện như vậy ha, gắn đồ về ráp xong bắt đầu là tới công đoạn nào không không hiểu thì hỏi mình là mình sẽ chia sẻ hết, mình sẽ gọi trực tiếp rồi mình chia sẻ cho anh em ha. Đó thì để anh em giảm được cái chi phí, giảm được cái chi phí trong quá trình làm. Nếu đặt mua nguyên cây mình bỏ công ra làm tốn nhiều thời gian nên mức giá của mình nó sẽ khác ha. Đó, mình fix lỗi các thứ ok, còn anh em mua về tự làm thì nó sẽ giảm chi phí hơn. Thì nếu mà anh em có nhu cầu thì cứ nhắn tin qua mình ha, những cái phụ kiện để mà làm như vậy thì mình hiện tại thì mình chưa kinh doanh, chưa nhập về nhiều đâu, mà anh em có nhu cầu thì mình nhập về chủ yếu mình làm cho khách á, thì anh em có nhu cầu mình sẽ share lại cho anh em ha, share lại cho anh em về làm. Đó, anh em mà thực ra đặt những cái thứ linh tinh này nó không phải là một nơi nó có, mọi người, không phải một shop nó có đâu. Ví dụ đặt cái con rồng rọc này nó phải đặt ở chỗ khác, đặt cọng dây này chỗ khác, rồi đặt nhôm chỗ khác, đấy mỗi thứ một nơi vậy. Mà những cái thứ linh tinh nhỏ nhỏ này mình hầu như mình đặt toàn là ship đâu từ Trung Quốc về thì nó tốn nhiều thời gian lắm, với lại tốn tiền ship. Thì anh em nếu mà muốn nhanh gọn thì cứ nhắn tin cho mình cung cấp hết cho ha. Ok, nếu mà anh em mà có nhu cầu nhiều thì mình sẽ nhập về số lượng nhiều và để lại cho anh em với mức giá nó phù hợp để anh em về có thể làm chơi ha. Chia sẻ cho anh em biết luôn về cái ưu điểm của cái loại nhôm định hình này ha, cái nỏ dạng này. Thứ nhất á là nếu anh em làm bằng hai thanh nhôm này và cái dạng như vậy thì anh em đi cầm ra đi chơi đi bắn á, nó sẽ giảm được sự chú ý ha. Bởi vì sao? Bởi vì nó là vuông, nó vuông nhìn vào nó không có giống cái súng đâu mọi người ha, nó vuông mà đó. Còn riêng về một cái ống tròn ấy, mọi người gắn vào trong một cái bán nữa thì nó rất là giống một cái súng, dạng như súng hơi ấy, súng săn rồi, thì nó rất là dễ được chú ý. Nó thật là như vậy. Cái dạng này thì người ta liếc qua là người ta biết à, đồ này đồ độ chế thôi, và cái súng chơi vui vui thôi đấy, và cái ná rồi thôi, thì nó sẽ giảm được cái sự chú ý của những người khác ha. Thứ hai nữa là hai cái thanh nhôm này nó rất là chuẩn, cái nó đúc bằng máy rất là chuẩn luôn, thì cái quá trình đẩy bi á, nó sẽ rất là tốt, nó giảm được cái ma sát vào cái viên bi này, giảm được cái lực cản của gió, giống như là viên bi nó chạy trong cái ống tròn thì nó sẽ bị nó cản gió một phần ha. Cái này thì nó chạy rất là ít, nó chỉ chạm nhẹ vào bốn cái góc thôi ha, thì viên bi đẩy đi rất là tốt và chạy rất là mượt chuẩn luôn. Thêm cái nữa là mọi người sử dụng một dây cao su này á thì nó dễ mua dễ thay đó. Cái loại dây này nếu mà đúng ra mà làm mà không bị vấn đề như mình vừa chia sẻ là nó như mình chia sẻ clip trước là mình bị cấn ở ngay cái rồng rọc này thì nó không hư đâu. Như cái dạng cánh rộng hôm bữa những cái cây trước mình làm thì không bao giờ nó hư dây đâu, hiếm lắm, bởi vì là nó không có đụng vào đâu hết đó, thì nó bền nữa. Ngoài ra thì khi các bạn kéo dây lên ấy, nó sẽ rất là dễ kéo, rất nhẹ ha. Nếu mà đúng một cây nỏ mà cánh tre mà cánh gấp ấy, nếu mà bắn đủ lực tốt thì là các bạn kéo rất là cực ha, phải đạp chân vào hai cái cánh rồi dùng lực hai tay kéo mạnh thiên mạnh thì mới lên. Nhiều bạn yếu yếu chắc không lên đâu. Còn riêng cái này mình chỉ cần đè cái bán vào bụng thôi rồi mình kéo ngược về thôi là nó ok rồi ha, là nó lên. Nhưng mà cái lực bật của dây cao su nó lại tốt đó. Thì nó có rất là nhiều ưu điểm, mình làm nhiều thì nhiều loại thì mình mới rút ra là cái loại này mình thấy khá là ưu điểm ấy, nó cho mình được nhiều cái thứ ưu điểm trong này, cho nên mình quyết định làm cái cây này nhiều đó. Với là mình cũng tư vấn cho anh em luôn là trong các cây anh em hỏi các cây bên mình thì mình vẫn tư vấn cây này là hàng tốt nhất hiện tại bên mình. Đấy, là cây mà bắn vừa lực vừa chính xác tốt nhất ha. Đó, bây giờ thì nó cũng gọn rồi. Cái cánh nhà mọi người có thể mở thì dùng cái con lục bắn hai con ốc dưới đáy này ra thôi, gỡ cánh rời ra ha, bỏ túi mang đi rồi gắn lại thôi, nó rất là tiện, không cần kỳ công thì mất sức gì đâu. Rồi ok, mình chia sẻ vậy ha.
Chốt lại thì anh em nếu có nhu cầu nhập cái này về để tự làm thì cứ nhắn tin qua cho mình sẽ tư vấn cho. Nếu mà anh em đặt theo combo thì sẽ có giá ưu đãi hơn nữa ha. Anh em về tự làm cho nó giảm chi phí. Với cái nữa là khi mà anh em tự làm ra được một cái cây ná, cái nọ cho mình chơi nó rất là thú vị ha. Mình đam mê mà, mình đam mê mình tự làm được nó thì rất là thú vị. Ok nhé. À, ok ha, thì mình chia sẻ vậy, rồi anh em có nhu cầu thì đặt hàng liên hệ mình nhé, sẽ để số điện thoại ngay góc màn hình nhé. Cảm ơn tất cả anh em, chào tất cả anh em.